Xin chào cả nhà mình nhé. Đố cả nhà biết bữa nay mình khoe với cả nhà điều gì nào? Đây chính là cây dạ ngọc Minh Châu của mình. Cả nhà còn nhớ cây dạ ngọc Minh Châu mà bữa trước mình đã khoe với cả nhà không? Cách đây 3 tháng thì nó đã ra hoa cả nhà. Lớp hoa đó rất là sớm. Để rồi không kịp Tết cả nhà ơi. Đến Tết là nó rụng hết. Rụng hết hoa và nụ luôn. Thì bữa nay sau 3 tháng thì hoa bắt đầu trổ bông lại đấy cả nhà. Từng chùm chuỗi dài. Những chiếc nụ như những hạt ngọc Minh Châu ấy. Đây cả nhà ơi. Cứ chuỗi dài như thế cả nhà. Nụ và hoa mọc song song hai bên cuống của cái chùm hoa, của cái dây hoa ấy cả nhà. Cách đây 3 tháng thì dáng thế của cây đẹp hơn rất là nhiều. Những chuỗi hoa cũng rất là cân đối cả nhà. Nhưng mà bữa nay cả nhà nhìn thế này, những chiếc lá cũ nó cảm giác là già và hơi xuân nạn. Còn đây chia sẻ với cả nhà có một cái mầm mới này. Đấy, từ dưới cách gốc tầm khoảng độ 15 cm thì nó đâm lên một cái mầm mới và nó cao vút lên như thế này. Đấy, cao hơn hẳn cái thân cũ cả nhà ơi. Sức trẻ, sức khỏe nó cũng có khác. Xanh mỡ màng, xanh mướt mát. Đấy cả nhà. Hứa hẹn là sẽ ra một cái lớp hoa mới đấy cả nhà. Cái hoa dạ ngọc Minh Châu này cũng rất là bền. Lại đẹp nữa. Mọi người hãy sưu tầm và sở hữu cho mình một cái cây dạ ngọc Minh Châu cả nhà nhé. Mình chỉ biết là cách đây 3 tháng trong năm, cuối năm 2020 thì nó ra một lần hoa. Và đến bây giờ cuối xuân nó lại ra một lần hoa nữa cả nhà. Mình cũng trồng trong một cái chiếc chậu bé bé thôi. Đấy, giống như cái chiếc chậu của cái cây Bạch Thiên Hương ấy. Đấy, nhưng nhờ mình chăm sóc tốt, có đủ chế độ dinh dưỡng và nước. Cho nên là đúng là cách đây tầm khoảng độ 1 năm là mình có mang về trồng. Và đến bây giờ thì nó cao to như thế này. Đây cả nhà nhìn gốc của nó này. Đấy, gốc của nó ấy giống như ở dạng thân gỗ ấy cả nhà. Đấy, mình phải cắm cho nó một cái cọc. Chậu thì nhỏ, thân thì cao to, cho nên mình cắm cho nó một cái cọc để nó giữ vững đấy cả nhà. Bên cạnh là cô làng hoa Noa Kèn. Đẹp chưa cả nhà? Ở ngoài ấy, màu nhung và phấn của nó còn đẹp hơn rất là nhiều cả nhà. Còn đây mọi người sẽ xem về cái bộ lá của nó nhé cả nhà nhé. Đấy, cũng trồng trong một cái chiếc chậu rất bé. Có lần mình đã chia sẻ với cả nhà về việc bón phân gì để cho cây luôn xanh tươi tốt đấy. Và mình cứ duy trì theo cái chế độ dinh dưỡng như thế. Và cả nhà thấy không, cây hoa Loa Kèn này của mình cũng vẫn giữ màu xanh chắc bền từ ngày đó đến giờ đấy cả nhà. Đợt này nó cho ra 3 bông rất là đẹp cả nhà. Đấy, và ở phía trong còn có nụ nữa đấy. Cả nhà cùng ngắm lại cây dạ ngọc Minh Châu của mình từ xa một lần nữa nhé.
Và xa xa bên cạnh là cái cây bạch thiên hương mình đã chia sẻ video bữa trước cùng với cả nhà rồi. Bữa nay nó nở rộ hơn rất là nhiều, rất tuyệt vời phải không cả nhà? Không có gì mà chê được. Thế cả nhà, hai cây bạch thiên hương và dạ ngọc minh châu của mình đứng cạnh nhau và đang cùng khoe sắc dưới con ngõ nhỏ của nhà mình. Có cả tới cả trăm bông bạch thiên hương ấy cả nhà, nó rụng bớt này và còn rất nhiều nụ chưa ra đây này cả nhà, rất nhiều nụ chưa nở hết đâu cả nhà, nhìn thấy chưa? Đấy, chỗ này có mấy nụ luôn, 3 nụ này cả nhà này. Đấy, chùm nụ này còn nguyên cả nhà nhé, mới có một bông nở thôi. Đấy, 3 nụ này với một bông nở là 4 này, với lại 3 nụ phía đây nữa là 6. Đấy, tổng cái chùm này là có 7 nụ đấy cả nhà. Chùm này cũng sai nhưng đã nở hết rồi. Thì bữa nay chia sẻ với cả nhà về cái cây dạ ngọc minh châu của mình, sau 3 tháng nó lại trổ bông và cho những cái chùm hoa buông thẫm, suôn dài, rất là đẹp cả nhà. Rồi có lẽ video của mình xin dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Nếu yêu thích thì nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye. Bye bye cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.